Xin chào mừng trở về quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với chương trình ca của Công ty Tiên Phong. Vâng, tôi là quý vị các bạn, chương trình ca chúng ta muốn thông điệp và du lịch đặc trưng đối tượng người đại gia đình Tiên Phong. Chương trình với mục đích xây dựng tinh thần đoàn kết và thúc đẩy văn hóa trong tất cả thành viên. Chính vì đó mà tôi có cơ hội được giao lưu cùng toàn thể quý vị và các bạn. Tôi toàn thể quý vị các bạn và hôm nay quý vị các bạn chúng ta cũng có những phút thực sự trải nghiệm trên sân khấu. Quý vị các bạn chúng ta gọi vào chương trình tinh lên để trải nghiệm và thúc đẩy văn hóa đại gia đình chúng ta. Và buổi tối nay chúng ta đang ngồi ngồi tại khách sạn Hoa Sơn để chúng ta cùng đến với chương trình gala của chúng ta. Quý vị các bạn chúng ta hãy nhận lời chào mừng đây để chúc mừng chương trình gala của chúng ta thành công. Vâng, xin chào tất cả quý vị các bạn. À, tôi là người đứng đầu đang có mặt ở đây là một trong những chiến sĩ của đoàn dương đã từng dẫn và có sự dụng rất là khiêm tốn, nhưng không vì thế mà chúng ta không thể ngồi và không có những thứ thực sự trải nghiệm. Dương rất là mong quý vị các bạn chúng ta hãy mạnh dạn đăng ký những bài hát mình yêu thích nhất để gửi tặng những người bạn thân thiết nhất của mình. Và đặc biệt chúng ta cùng đến với chương trình game show mà ban tổ chức đã set up để dành tặng cho đại gia đình chúng ta. Hy vọng các anh các chị chúng ta hãy tham gia một cách nhiệt tình để chương trình của chúng ta được thành công. Và để chương trình được bắt đầu, quý vị các bạn ơi, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lên nhiệt để sau đó chương trình hôm nay của chúng ta được bắt đầu. Vâng, tôi có thể quý vị các bạn vẽ rằng là giống như Dương cảm xúc tôi, quý vị và các bạn cũng giống như Dương thôi. Và Dương rất là mong đưa quý vị các bạn chúng ta cùng đến với âm nhạc và cùng đến với chương trình game show. Và để mở đầu chương trình, quý vị các bạn chúng ta cùng đến với sân khấu, hãy dành một tràng pháo tay. Anh đã đạt giải quán quân đồ liên quý 2012 và hôm nay anh đã chạy sau rất nhiều các sân diễn để trở về dành tặng cho tập thể quý vị và các bạn. Và chúng ta cùng đến với âm hưởng Tây Nguyên, chúng ta cùng đến với sân khấu, hãy dành cho anh ca sĩ Quang Thắng của chúng ta bằng một tràng pháo tay. Yeah.